Rồi, xin chào anh em á. Nãy coi cũng là vài món nữa mày. Xem ra đừng chửi nha, quỷ thì không có gì mà đăng hoài. Có mấy món à. Nay đi có đâu mua được gì vậy? Này một là mấy cái đồ linh tinh đó mà thích thích để nhà cầm cầm ngắm ngắm xong rồi giờ bán thôi. Đầu tiên là mã số 1 các bạn. 550 cái thước Mitutoyo đồng hồ nha, đẹp lắm nhưng mà nó bể kiến rồi. Bể kiến đồng hồ á, để mình giặt giặt làm kiến lại. Nè nè mình chỉnh đúng rồi, mình khóa lại. Răng đầu thấy cũng còn ok các bạn. Chỉ có bể mặt kiến nha. Mũi cũng còn khá đẹp nè. Khá các bạn theo theo thức cũ thôi nha. Đây nhìn cũng còn sát nè. Ở đây có cái dấu nhưng mà chỗ này thì không ảnh hưởng lắm. Não bị ở đây cũng ảnh hưởng ha. Giá là 550 các bạn. Bể mặt kiến nha. Số 1. Thì thước thì mình quay với các bạn vậy thôi chứ rõ lắm các bạn, người ta quay còn xa rồi mình lại để sát luôn rồi. Vậy là được rồi, khỏi chụp hình gì nữa đó. Ok thì quất thôi. Còn ai kêu chụp hình hay là gì không có, không có rảnh. Mã số 2 là 700.000 cái đồng hồ VOM Hosan. Nhỏ mà nó hơi độc độc rồi, bán 700 thôi. Thấy là lạ. Đó, cho bạn coi xuất xứ trước đi. Đó, hàng China xuất Nhật nè, chữ Nhật tùm lum nha. Giá 700 luôn, tới nóc luôn. Đầu tiên là chức năng đo hẹt nữa nè. Điện mình xài là 50 hẹt. Đủ đúng luôn. Rồi chuyển qua von. 1% nữa. Von AC đang xài khoảng 105, 107 gì đó. Ủa. Đúng von đúng rồi. Bật lại nha mày. Ô tô đây, hay chờ ô tô. 105,8 DC. Từ 1/7. Rồi hết rồi. Rồi đo thông mạch nữa. Lúc nào? Lúc vàng. Mạch ha. Đo ôm. Con này nó khoảng 0,47 ôm. Thì đo nó cho nó sai số đi, 0 chấm mấy là ok rồi. Nó hiện lên 0.3 các bạn. Con này là cái gì? 6 ôm 8. Tám rồi đúng luôn. Thế con này thì chất lượng cao hơn, nó chính xác hơn. Yeah. Với lại đo nó lớn, còn kia nhỏ quá. Con này giá 700 nha các bạn. Mã số 2. Mã số 3. Panasonic 10.8 nhà máy. 950 bao ship rồi. Đẹp chưa xài luôn nhưng mà hàng này hàng quỷ ở đây nó lột tem để nó đem về, tại vì hàng mới, gần như mới 100%. Chân này không có gãy luôn à, chân nguyên luôn, máy chưa sửa chữa gì đó, chỉnh lực được luôn. Nếu bạn nào có đồ mod mà chỉnh lực, còn mình là mình để full nha. Là đầu đời mới là xài bi đũa nha các bạn. Đầu đời mới có xu xài bi đũa, sơn là nguyên si luôn. Mình còn 2 cây các bạn, 2 cây mình và mình để lại, tất nhiên 3 cây mình để lại, 1 cây mình xài, mình bán 2 cây. Giá 950, năm nay thì được cái lô, mấy cái lô nhà máy nó về mới cực kỳ. Rồi mã số 4. Cái này không có gì phải bản, bạn mới nè, phải nhìn tóc nè. Đó, chưa còn dấu trước xước luôn. À, này mình có bóp nè. Còn mấy bạn lấy để xài là nay cái này nó xước nè. Với lại mấy cái dấu này nè.
Cái này thì lúc mà nó ấy nó về nó đập cái chân này một tí, mình bẻ lại chân này là chân chân điện không có gì nha, chân điều khiển này mới khó rồi. Những cái dòng đời mới này á, thì nó phải nhận chân này nó mới chạy, còn cái dòng đời cũ mà các bạn thấy không chỉnh lực á, thì nó dễ chịu cần pin hơn đó, là kẹp nguồn nó đã chạy rồi, nó chớp chớp đèn nhưng mà nó vẫn chạy, còn cái này là kẹp nguồn không chạy nha. Đang đây đang có một pin nhưng mà nó bị lỗi rồi nên không có thử được. Thì mình cái riêng cái cây này các bạn nào muốn test đó, thì để mình làm một pin rồi xong mình test ha. Nhưng mà pin này là pin của khách, nó đang gặp cái lỗi cũng kỳ khó chịu rồi mình chia sẻ cho các bạn thôi, lát nữa mình chia sẻ. Rồi bán cái sát máy cưa kiếm của bạn hiệu này nè, cái đầu nó cứng cáp lắm nha, như như bót vậy đó, cái gài lưỡi chung với bót luôn, mình tặng cái lưỡi cưa đó nè, lưỡi cưa kiếm này nè, cưa để cưa ống nước rồi nhỏ nhỏ được ha, gắn đây. Nó gắn thì mình gạt qua vậy ta, mình đang có pin quay qua. Có đều tóc nha bạn. Cái này là pin chế để mình test thôi, mình tặng cho bạn luôn, về các bạn nghiên cứu nhưng mà đừng cấp ngược cực được rồi nha. Đây là đút vô vậy là không bao giờ ngược cực, đúng không? Nhưng mà mình lấy ra ngoài á này, mình mở cho bạn coi nè, dàn cơ rất là mới à, kết cấu xài mặt đạn to chà bá nè, cũng ngang với con boss 1.8 luôn á, có mạch luôn nè, mạch bảo vệ nè ha, motor là than là còn ba sọc luôn, nhìn vô đây thấy nè đó, là bạn nào có kinh nghiệm nhìn cho thấy là gần như chưa xài đó. Thì mình gia cố là theo ý mình ha. Đây nó có cái nắp đậy nữa, mình mở ra cho bạn coi thôi đó, là thấy motor đẹp. Cái này là chỉ tặng vỏ pin này không có sạc nha các bạn về các bạn chế lại, bạn chế sạc bạn xài đó, cho luôn cái lưỡi luôn là 480 ngàn bao ship, ai tới nhà bớt 30 ngàn à, nào nói rõ đó cho dễ. Còn cái này là 430 các bạn, một cái trạm hàng à, Nhật nha, Aco 937 à, giá cái trạm công là 430 bao ship à, chỉ bằng 430 là nó bằng luôn nguyên bộ bạn mua ở Việt Nam này á. Nhưng mà bạn nào có mua rồi mua Việt Nam thì xài điện 220 và bạn về bạn so sánh bạn mở ra bạn thấy à, thấy sự khác biệt rõ ràng ha. Cái này thì nó sản xuất Nhật mà, điện 100V tem trắng thôi, Nhật với Singapore như nhau các bạn, mình đang xài cục Singapore nè, đang tại xài anh em Singapore lấy cho bạn coi. Không để đó thấy được đó, đang xài em Singapore nè, dơ dơ luôn này chưa mở, muốn cái muốn ấy thì mình phải muốn chỉnh được thì mình phải đúc miếng mỏng nhỏ xíu đây nè, miếng màu đen á, nhựa hay gì đó, cái gì cũng được che lại, che sensor so lại là mình chỉnh thôi. Nên đây mình xài cái tay hàng Việt Nam nên mình chỉnh nhiệt độ nó hơi cao, 430, hàng được tất cả mọi loại luôn, hàng pin đều làm luôn, nhưng mà hàng lớn hơn nữa thì mình phải xài cái tay công suất lớn nha. Cái này tối đa của nó là 60W đó, giống như cái đồ mình bán thôi, đang xài cái đồ Singapore bán cho bạn vậy đó, ruột là như nhau bạn đó, chỉ đó lắp ráp thôi, đồ của Nhật xài rồi mình biết, mình test cho lên nguồn cho bạn thôi, còn dễ bạn mua tay nha, tay Haco 937 mua tay xịn xịn đó, 100, 120 gì đó, chứ đừng mua tay mấy chục xài không ngon, xài đi hư hư tay mua tay mới các bạn. Này được tiện cái nó có đồ nguồn xịn thì được gì, được cái nó nóng nhanh à, nó mình nhét xíu dám vô ha, che là chỉnh được nè, tăng lên là 4 nè, xuống là 3 nè, bấm cái chuyển qua đây nè, chỉnh 350 đi ha, thôi cho 390 luôn đi, enter xong xúc ra, không có tai hàng thì nó báo lỗi. Tay hàng này mua ở đây, tại về nó không có dính tay đó, à,
lên nhiệt liền không nhanh không? Đây này cũng đang nóng mà lên nhiệt. Cái trạm này nhiệt nó gia nhiệt cực kỳ nhanh luôn. 430 nha. Bao ship. Cái cưa kiếm này đó, bạn nào biết chế sạc là chế xài được luôn nha, chế đúng điện áp 12V 6 nha. Các bạn ấy được xài được luôn chứ không phải là mình bán là pin này nó không xài được luôn, xài được nhưng mà phải biết chế, còn bạn không biết chế bạn là cắm quá áp nó hư liền à. Giờ bạn mua pin Mỹ, pin Pháp, pin châu Âu gì đó mà không có mạch mà các bạn chơi trực tiếp mà bạn không đúng điện áp nó hư rồi. Đó, pin này mà quất vô rồi 4,5V là để ngồi hư rồi. Ví dụ vậy một cell còn 3 cell mình phải biết tính lên ha. Giờ có pin Mỹ, pin Pháp, pin Canada, Siren gì, Afghanistan gì về cũng nổ hết, banh hư hết rồi. Cho người không biết xài là phá là hư. Đây, cục pin này đó giờ mới gặp mà. Bán hồi tháng 3 năm 20 á, này bán cho người quen xài, nói chung là anh em trong nghề, không ai gạt mà nói có người ta nói vậy. Mình bán rồi ha. Sau khi đó là cục pin này thì mua lại của thằng em. Thì về là nó đứt cái đường sạc thôi, là bình thường đối với cái bình Pana 10.8 này đúng không bạn? Hai xài đúng không? Đứt đường sạc bình thường, câu lại ha. Sau đó mình đóng pin thì mua pin mà mua cái vỏ không à, nó chết rồi mình đóng lại ha. Đóng lại 3 chấm mà. Cái để khoảng tháng, 2 tháng sau, tháng hay sáng sau lại bắt đầu nó lệch, nó không nhận sạc nữa. Thì mới đầu mình cứ nghĩ là pin thì mình không có suy nghĩ gì, mình đổi, mình đóng pin mới cho các bạn, đóng là pin khác cho các bạn, cho bạn nói liền, anh em trong nghề ai gạt nha, đâu sợ không đó. Thì các bạn xài, các bạn cũng để mình chia sẻ các bạn biết thôi, chứ nhiều khi nó không phải lỗi do pin nữa, mình mới đầu mình cứ nghĩ là pin là nó không đều nha, nó lệch các bạn ha. Thì đo bằng này đi, cuối cùng mình đổi cho mình đóng lại pin khác, pin tháo trong Magita nha, pin 6A luôn á, 3 đóng đôi thành 6A đó rồi mà nó về nó vẫn bị hả. Để hôm nay đến tháng 3 đến tháng 10 mà đổi là hai đợt pin thì chia ra khoảng 3 tháng là nó lệch dữ luôn nha, không có nhận sạc luôn nha. DC volt nè bạn. Con 7 nó mang điện không? 2 giờ lầu đúng là lúa thiệt. 3V này còn có 3,5V các bạn ha. Cái này là không 4,11 đó thì nó sẽ không sạc nữa. Này 4,11 luôn. Không nghĩ mình là mình đóng pin biết nha bạn, mình sell đều nhau nha, chứ không phải đây mình kiểm tra bạn tại sao nó lệch. Mà trước giờ thường là nó xả tổng luôn bạn đó, nó pin Vana nó hay giết là nó giết hết luôn, giết tổng luôn đó, tức là nó ăn cái dòng nhỏ này nè, cứ khoảng 100mA nó cứ làm tới vậy đó. Thì lúc đó cái mạch nó ấm ấm mình biết ha, còn đây nó không ăn, là đồng hồ đang đo để mA nha các bạn. Nó đằng sau cái dấu phẩy này thì nó không quan trọng nha. Sau dấu phẩy này nó là nhảy vậy đó. Nó không có cái này mình không biết xóa về không sao. Ở đây vậy đây nè. Mà để mà mình nó sẽ ăn giọng đây nè. Đó. Nó lên 1 chấm mấy mili đúng không? Miliampere ha. Đó là nó sẽ xả cặp này. Đó, hai lần mình để ý là nó chết cặp này không. Lần thứ hai thì mình mới xả ra mình đo và mình mới rút ra kinh nghiệm mà. Còn lần ở bên đây nè. Ở đây cũng vậy nè, mà thấy nó đâu có ăn dòng gì đâu, phải không? Mạch tổng không ăn dòng luôn nè, mình làm cho bạn coi nè.